nữ. Xin mời bạn nam, mình sẽ giới thiệu về tên tuổi, nghề nghiệp của mình nha. Dạ, chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh. Rồi em. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Đặng Vũ Duy, năm nay em 25 tuổi. Thì hiện tại em đang là trưởng phòng kinh doanh. Em làm kinh doanh gì? Em làm kinh doanh bất động sản. Bất động sản luôn. Bây giờ mình mời bạn nữ giới thiệu nè. Dạ, lời đầu tiên thì em gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Nam Thư và tất cả quý vị khán giả trường quay ạ. Chào em. Chào dạ. Cưng. À, em tên là Ngọc Bình. Em năm nay 27 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Dạ, em là nhân viên văn phòng, chuyên về bên khâu kiểm định chất lượng. Thôi, mình nói về ưu khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì em thích đợi chờ bạn gái. Cũng hay nha. Dạ. Đợi đi rồi biết cưng. Khuyết điểm của em là khi mà gặp con gái thì trong đầu chuẩn bị rất là nhiều câu để hỏi. Nhưng mà khi gặp thì chữ bay hết. Rối quá đúng không? Rối. Anh nói là mình thích đợi bạn gái, là không biết là đợi về cái gì, vấn đề gì anh? Mình đợi trong mọi trường hợp. Nó chút như một cái gì đó nó rất là thú vị. Sở thích đợi mà em, mai mốt hẹn 8 giờ em cứ ngủ tới 9, 10 giờ anh ấy vẫn cứ đợi. Anh này thích đợi mà. Trời, đúng anh không Linh, em? Dạ. Nói vậy chỉ cho cực, khỏi ngủ, ngủ là quá đáng hiểu không? Đợi make up, đợi thay đồ thôi là đủ xỉu rồi. Đợi trang điểm, lên đồ trước khi ra khỏi nhà 3-4 tiếng mà không biết chịu đựng nổi không nữa. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì nè? Em tự nhận thấy mình là người cũng khá là kiên nhẫn vậy. Ừ. Bình thường thì trong team em có khoảng 20 bạn nữ á. Em thường nói với mọi người là em là người đẹp nhất. Nhưng mà có nhiều bạn họ không có đồng ý á. Thì ngày nào em cũng kiên nhẫn em qua, em gọi là tuyên truyền, truyền nhiễm vào tư tưởng các bạn. Nói đến khi nào mà họ đồng ý rằng là em là người đẹp nhất thì thôi. Cái đó là kiên nhẫn hả? Dạ, em không, chị nghĩ cái đó là lì. Bất chấp. Không sao, dễ thương mà. Cái gì mình muốn là mình phải làm cho được, phải không? Mình muốn mọi người nghĩ mình đẹp là mình phải tiêm vào đầu mọi người. Dạ, con gái thì sinh ra mình đã là phái đẹp rồi. Đúng ai rồi, phải đẹp. Em cũng là một người không thích kiểm soát lắm. Tại vì cũng không thích bị người khác kiểm soát. Nên là mình cũng tư tưởng là mình không thích kiểm soát người khác. Điện thoại, kiểm tra tin nhắn thì em thường là không có vấn đề đó. Bởi vì khi người nào cầm tới điện thoại của em mà không được sự đồng ý của em mà kiểm tra này nọ thì em cũng không thích. Chị cũng thích giống như em. Ừ. Rồi mình có ghen không? Dạ, chắc là cũng có chút. Chắc là cũng có. Bình nam có ghen không? Thì thương nhau mới ghen anh. Thường mấy ông sở thích chờ đợi là mấy ông hay ghen lắm. Thiệt mà, anh kinh nghiệm càng chờ đợi càng ghen. Bởi trong cái thời gian đó mình rảnh mình suy nghĩ coi, biết có làm gì bất đợi hoài hay có đi với ông nào hay không nói chuyện với thằng nào hay là này kia. Dạ không, em rảnh là em ngồi em ăn thôi. Đợi là ngồi ăn. Dễ tính quá nha. Bây giờ em cho bên đàn gái biết một chút về tình sử của em. Về yêu mà song phương á, thì em có hai mối tình. Thì mối tình đầu tiên là đúng người nhưng sai thời điểm. Đó là khi học đại học và vừa tốt nghiệp thì bên gia đình bạn gái lúc đó là hối cưới. Nhưng mà lúc đó thì em chưa có ổn định sự nghiệp. Cho nên lúc đó là sau khi quen 2 năm thì hai đứa định chia tay. Rồi, dạ. Mối tình thứ hai? Dạ, mối tình thứ hai là đúng thời điểm nhưng sai người. Là tại sao sai? Không hợp với nhau, không tìm được cái điểm chung với nhau. Mấy năm mới phát hiện ra không hợp? Dạ là 6 tháng. Ồ, ngắn quá mà. Rồi bên đàn gái sao? Dạ, em 27 xinh xanh là vẫn như vậy. Là chưa có một mối tình nào? À, dạ vâng ạ. Có nắm tay chưa? Nắm tay kiểu giao tiếp thông thường thì có chị. Trời, tôi đang hỏi nắm tay trong tình yêu chứ nắm tay giao tiếp thì có là đương nhiên rồi. À, dạ, bạn trai chưa có nên không có nắm tay. Nắm tay thôi hả? Dạ. Trời, không có. Chưa không, nắm tay luôn. Trời, gái, không lẽ trong cuộc đời này còn quá nhiều cô gái thế này sao ta? Trong bạn mối họ rất nhiều cô chưa bao giờ yêu, thậm chí 30 tuổi chưa bao giờ nắm tay luôn. Ôi, thiên thần. Đúng trong rồi. Cuộc đời này rất nhiều chàng trai, rất nhiều soái ca, rất nhiều gọi là anh trai mưa, anh trai bão được kia mà sao không quen ai được à? Hồi nhỏ thì do mẹ không cho yêu, rồi không quen, rồi sau này lớn lên rồi giống như hồi đó mình chảnh quá, mình từ chối rồi nhiều quá nghiệp báo vậy đó, xong bây giờ không ai đeo nữa. Làm gì nghiệp báo nữa. Dạ, ví dụ như trong công ty cũng không có đối tượng nào luôn hả cưng? Ừ. Dạ hiện tại em làm trong công ty mình thuộc về tổng đài chăm sóc khách hàng á, nên là cái số lượng anh nam đã hiếm rồi, mà anh nam mà thực chất là nam thì lại càng hiếm hơn. Rồi hiểu luôn, chị em không luôn. Dạ rồi. Thực chất nam càng hiếm hơn, câu này nghe đau lòng. Nhưng mà em gái,
Dạ. Có bao giờ trong mơ em nắm tay một chàng hoàng tử nào, em hôn một chàng hoàng tử nào chưa? Cái này em cũng không nhớ, tại vì em ngủ sao em mơ rồi cái em hay quên. Vậy là không có. Em có xem phim tình cảm không? Dạ có. Tới cái đoạn người ta hôn nhau, em có cảm giác gì không? À, hồi đó thì hay nhỉ. Trời ơi. Trời ơi, thời thế kỷ 21, 22 rồi, bây giờ kiếm đâu ra cô gái như em nữa. Thiệt. Người ta nói giờ ai mà nắm tay em chắc trường sinh bất lão đó cưng. Mai em gặp chị Thư, chị sẽ giảng thuyết cho em 4 phút. Em nói chuyện với cô ấy 4 phút để cô ấy hiểu. Chào chị. Chào cưng. Được, được, được. Đẹp trai không chị? Hả? Đẹp trai không chị? Được. Hai đứa chắc cũng hợp đó. Ví dụ mà bây giờ em gái tôi bên này chịu đi, rồi đặng khi nào tiến tới? Từ 6 tháng đến 1 năm. Nhưng mà bây thật sự em đã sẵn sàng chưa? Chứ lại đi nửa đường nó y thôi, bây giờ anh chọn sự nghiệp. Bây giờ là mọi thứ đều đã sẵn sàng rồi chị. Nhìn mặt là thấy chân thành rồi đó. Hỏi cô gái bên kia coi muốn tìm người yêu thế nào có hợp với anh này không? Em cái kiểu em muốn tìm người yêu sao? Đầu tiên là người đó là phải yêu chân thành, có trách nhiệm. Vì khi họ yêu chân thành và có trách nhiệm thì họ sẽ làm trong hết cái khả năng của họ để đảm bảo cho người họ yêu hay là cả gia đình của họ có đầy đủ được hạnh phúc. Chân thành và có trách nhiệm. Dạ. Ngoài ra em có chuẩn mực nào, ví dụ đẹp trai, không bia rượu, không hút thuốc, không hôi, không hói, không... Không có nói hói nha. Sao kỳ ghê anh Linh á. Từ đó nhạy cảm lắm nha. Đẹp trai thì càng tốt rồi và em thích cái bạn trai có cái nụ cười cười tươi như đừng có nói chuyện ba hoa với em. Khi mà nói chuyện mà đầu tiên mà vô mà giới thiệu anh có này nọ này kia, cảm giác là tụt mút liền. Không có. Anh bên này Cà Mau. Ở nhà có bán cua không? Dạ có. Trời ơi, bữa nào tặng nhẹ chị 1 ký ăn chơi được không? Dạ 2 ký luôn chị. Em nhớ hổm có vụ anh xin công đất cho anh rồi xin cho em công đất luôn không? Không, em chứ có xin gì? 2 ký cua. Cho chị 2 ký, anh Linh nửa ký hiểu không? Thôi. Được rồi. Bây giờ thế này, em cảm giác cái giọng nói này ấm không? Dạ ấm. Ấm ha. Em cảm giác là cái nụ cười anh tươi không? Cảm giác thì chưa cảm giác được. Cười cười đi em, cười thử đi. Cười lớn cho thử đi. Cười lớn lên. Trời ơi, dùng nụ cười ghê quá. Sao nhỏ thì anh nói cười nè, lớn. Nè, im lặng nha, anh cười thôi coi nó ấm áp không? Cười đi em. Nụ cười này gọi là nụ... Cái này là ông Mai. Cua Cà Mau. Đây. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi làm sao. Dạ. Mời đàn gái nhà mình nè. Chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư, chào đại diện bên nhà trai và tất cả quý vị khán giả. Em là Yến, là bạn đồng nghiệp của Bình. Thì bạn Nam ở đây thì nhìn chung là cũng ưa nhìn đó, cũng cao ráo, cũng cười tươi theo cái nguyện vọng của Bình. Qua cái cách bạn trao đổi thì cảm giác là bạn khá là hiền lành, chân thành. Nói chung là có sao nó vậy đó, chứ không có bao hoa đâu, cho nên đừng có lo. Đã đến đây là duyên của hai bạn rồi, thì cũng hy vọng là hai bạn sẽ cho nhau một cái cơ hội để có thể bước tiếp hơn nữa trong cái thời gian tới. Rồi, cảm ơn em gái. Dạ. Cảm ơn cưng. Bạn trai. Dạ, con chào chú Huyền Linh, chào chị Nam Thư, chào bên nhà gái và tất cả mọi người trong trường quay. Con tên là Linh, là em của anh Duy. Thì anh Duy là một người rất là hiền lành, mình thật thà. Ảnh thì có hơi nhạt một xí, nên nếu mà em thấy chị thì xinh xắn và rất là mặn thì có thể chữa được cái độ nhạt của anh Duy. Em nghĩ là hai người nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nếu có thể thì mình đi đến hôn nhân cũng được. Hay quá, em gái ruột đó hả? Dạ em họ. Em họ hả? Thấy chưa? Dạ cái nút ở đâu rồi? Cái nút ở đâu hả? Trời ơi, bà làm liền vậy đó. Dễ bây thương. Bây giờ nè, hai đứa sẽ có thời gian trao đổi chút xíu để hiểu sâu nhau hơn. Sau đó mình quyết định nha. Dạ. Mở rào. Đó, thời gian này của hai bạn nha. Chúng ta cứ tự nhiên nha. Chào em. Gấu, gấu. Gấu tặng quà kìa. Anh tặng em. Cảm ơn. Nãy nói chuyện nãy giờ thì anh cảm nhận em là một người rất là dễ thương thì và thì cũng xinh xắn. Thì anh hy vọng là mình sẽ có cái cơ hội để mình sẽ đi xa hơn chút xíu nữa. Dạ thì qua những phút vừa qua thì ấn tượng ban đầu của em mà nói là hiểu hết thì chắc là không hiểu hết, nhưng mà ấn tượng ban đầu là khá tốt. Nhưng mà anh cho em hỏi thêm á, là
Tại vì lúc nãy á, là chưa có nghe cái khuyết điểm của em á, là em hơi vụng về. Có nghĩa là may áo đứt nút giờ kia em vẫn may được, nhưng mà sau khi em đơm cái áo lại thì nhìn như cái nút em đơm với những cái nút khác nó sẽ khác nhau liền. Như nấu ăn thì em thường làm theo cảm hứng. Đôi khi người ta ăn mì gói với trứng với xúc xích này kia mà em thích thì em ăn mì gói, em để tàu hũ này kia thôi, và nó không theo một cái công thức gì hết. Nó khá vụng về trong việc nhà thì không biết là mình có có ác cảm gì với cái vấn đề cô gái vụng về những việc nhà không ạ? Cũng không phải gọi là cái khuyết điểm, anh cũng biết một chút về nấu ăn. Thì nói chung là hai bên mình mỗi người một thích một chút xíu về vấn đề thì nó sẽ hoàn thiện hơn. Em cũng hay có cái bệ là não cá vàng á, hay quên lắm, giống như là đi làm về thôi, có cái chìa khóa với lại cái thẻ xe thôi mà cứ chạy tới chạy lui quên. Lỡ sau này quen nhau, giả sử như hai đứa hẹn đi chơi đi, em chạy vô anh ơi em quên cái này rồi, xong anh ơi em quên cái kia rồi, chạy ra chạy vô, mình thấy là không biết mình có khó chịu không. Nếu mà đã quen nhau rồi thì phải chiều bạn gái thôi, mình phải đi về mình lấy thôi. Cái đó là một cái gọi là có trách nhiệm hơn đối với bạn gái của mình. Nếu em nói em là một cô gái cũng hơi nóng tính, khi mà mình đang tranh luận đi thì anh có cái xu hướng là sẽ nhường cho em thắng trước rồi sau này anh nói sao, hay là bây giờ anh sẽ chỉ ra những cái điểm sai của em luôn ngay tại thời điểm đó? Thường là anh sẽ nhường cho bạn gái nói thắng trước, sau khi bạn gái ngu giận hoặc là bạn gái bất nóng tính thì anh sẽ phân tích lại vấn đề đó cho bạn gái hiểu. Tại vì lúc khi mà bạn gái nóng tính thì mình cho dù mình có phân tích ra thì bạn gái nó cũng sẽ không hiểu đâu, cô gái thì lúc nào cũng bảo vệ quan điểm của mình. Dạ đúng rồi, thì tại vì trước kia cũng có vậy, là lúc đó là tâm trạng cũng không rất là không tốt, thì xong có một cái bạn chung nhóm thôi, bạn lại vẫn cứ chọc thì nói là đi ra cắn bây giờ, thì cái bạn đó cứ là nè cắn đi, thế là em phập liền. Thì thì cái đó là sau khoảng hơn gần 10 ngày á, cái dấu vết răng nó vẫn còn và bạn đó đem lại, thì lúc đó mình mới cảm thấy là mình hối hận. Em cũng nói từ đầu là em hơi nóng tính nên có thể là trong cái cuộc tranh luận đó em không nghe, nhưng mà sau khi mà em đã nguôi rồi thì nếu mà giải thích thì em vẫn nghe, sai thì em vẫn nhận. Sau 10 ngày mới nguôi đó nha. Bây giờ mình nói chuyện hẹn hò đi. Những lúc nào bạn gái cần hoặc là ấy thì em đều có mặt được, bất kể thời gian. Hai sáng anh ơi em đói bụng quá, chạy qua chở đi ăn một chiên đi đó. Mình nói chút xíu về quan điểm về con cái hai bạn. Em không có quan trọng về con trai hay con gái hay là như thế nào hay là bao nhiêu, miễn sao là một cái mình có một cái gia đình gọi là tương đối là hạnh phúc rồi. Ừ. Thì em cũng vậy, là em thích thì gia đình có khoảng từ 1 đến 2 cháu thì được. Thôi, bây giờ trước khi kết thúc thì em muốn tặng bạn gái một tiết mục nào không? Em thì làm thơ rất dở nhưng mà em là chùm copy. Thì em xin tặng bạn nữ một cái bài thơ mà em copy được. Mỗi năm chỉ có một mùa đông, ai mà suốt ngày ôm gấu bông. Làm lại, 2, 3. Mỗi năm chỉ có một mùa đông, ai mà ôm gấu. Làm lại, 2, 3. Mỗi năm chỉ có một mùa đông, ai mà ôm suốt gấu bông cả đời. Hay thôi em cứ nhận lời, mùa đông sắp tới có người cầm tay. Có tiết mục gì không? Đáp giả, hát, hò đồ. Trời ơi. Con đừng cái hát dở lắm nhá. Kệ nó, hát chú, đại. Chú dịnh bạn lại giùm con đi, rồi. Bạn chạy. Hát đi, bắt đầu. Phần làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Kệ, có hát cũng được. Bây giờ trước khi chúng ta tiến hành bấm nút thì em trai nói một câu gì đó, nói bằng cái suy nghĩ của mình nha, không cần màu mè, không cần gọi ngôn tình gì hết, nói bằng suy nghĩ của mình. Sau cuộc nói chuyện và tìm hiểu thì anh cũng cảm nhận được nhiều cái điểm chung giữa hai người, thì anh mong muốn là chúng ta sẽ có cái cơ hội tìm hiểu nhiều hơn và sẽ có được cái bước tiến xa hơn là đi đến hôn nhân. Rồi, hết thời gian. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Quyết định cuối cùng. Lắng nghe con tim mình, phải thực sự lắng nghe nha. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Đây. Chúc mừng các bạn. Cô gái này chưa một lần nắm tay. Ừ. Chưa một lần hôn.
Đúng. Hãy nắm cái tay đầu tiên cho ấn tượng nào. Nắm chặt vô. Rồi nắm đi, bắt đầu cảm giác đi, nhắm mắt lại cảm giác cho xem gái. Cảm giác làm sao? Tay lạnh. Nắm tay đầu tiên con trai đó. Rồi tiếp theo sẽ là hôn. Người ta hôn đầu tiên đó nha, không sao cho ấn tượng nha. Hôn sao coi được nha. Chưa. Rồi. Để lâu lâu để. Chưa được. Nụ hôn đầu tiên mà. Nghe nghe cái chóc rồi chú. Không có chưa. Nào, làm lại chừng nào tôi nói buông là buông nha, bắt đầu. Để nguyên, để nguyên. Hít vô, hít vô. Hít vô, đừng thở luôn, hít luôn. Thôi. Rồi. Hay quá. Hung mà có thôi. Chúc mừng các bạn nha. Thấy sao em gái? Em nghe cảm giác quan trọng nha. Cảm giác của cái người lần đầu tiên hai mươi mấy năm mới được hung nè. Hồi hộp, tim đập rung. Khi mà cái mũi anh đụng vô cái má rồi thấy như sao? Rung mình. Thấy chưa, thấy chưa? Trời, vậy là em còn cảm xúc nha. Anh Linh. À, em chào anh ơi, anh giới thiệu về bản thân của chương trình anh nhé. Vâng. Mình giới thiệu chủ động với chương trình về tên tuổi, công việc hiện tại của mình này. Rồi là mình hiện là đang ở đâu. Mình nói qua về cái sở thích của bản thân, rồi là tính cách, rồi là những cái ưu nhược điểm của bản thân anh nhé. Vâng, em là Vinh. Thỏa tên là Mai Văn Vinh, thì sinh năm 81. Thì em học, em làm bên xây dựng. Em đang thi công ở Bắc Giang, quê ở thành phố Thanh Hóa. Quê em ở Thanh Hóa. Rồi mình làm ở công ty xây dựng ở Bắc Giang hả anh? Không, không chị ơi, công ty ở trên Hà Nội nhưng mà công trình ở Bắc Giang. À thế là hiện tại là mình đang sinh sống chủ yếu ở đâu ạ? Em tức là quê thì ở Thanh Hóa, còn công trình ví dụ chẳng hạn như công trình ở Hà Nội, công trình ở Bắc Giang thì có công trình ở đâu thì đi ở đó thôi. Còn trụ sở công ty là ở Hà Nội ạ. À, rồi. À, anh Vinh nói về bản thân đi ạ. Mình có điểm mạnh và yếu gì không? Điểm mạnh thì cũng không biết có điểm mạnh nhưng mà cũng gọi là làm về công việc thì gọi là cũng mạnh mẽ, với lại cũng thích đầu tư. Không biết có phải đấy là điểm mạnh hay điểm yếu. Tức là ví dụ như em thích cái gì thì em sẽ làm bằng được. Chẳng hạn như mình thích đầu tư cái này này. Đấy. Thích đầu tư cái này, ví dụ người khác không bảo là phải nghiên cứu các thứ nhưng mà đặc điểm là mình thích là mình làm. Đấy. Đó là quyết đoán, nhưng mà không biết cái điểm mạnh hay điểm yếu. Còn cái điểm yếu là gọi là ít nói. Ít nói với lại với phụ nữ thì chắc là cũng không được khéo lắm. Mình đã từng có mối tình rồi ạ. 81 là mình đã lập gia đình rồi anh. 81 em chưa kết hôn lần nào. Rồi mình nói về câu chuyện tình cảm quá khứ của mình đi anh. Quá khứ thì ngày trước đi học thì cũng gọi là yêu vài cô. Yêu vài cô, thế sau khi là vào trong làm ở trong kia thì mỗi người mỗi nơi, rồi sau là cũng không ấy được, cũng có vài cô học sư phạm. Có vài cô học sư phạm thì sau khi mà vào trong, em thi công cái năm 2009 ấy, thì em thi công cái tuyến cao tốc Sài Gòn Trung Lương ở trong Nam ấy. Thế là mỗi người mỗi nơi rồi. Mỗi người mỗi nơi chứ không, cái điều kiện nó xa quá, đi lại nó cũng mấy rồi là cũng. Giờ là mình muốn nó ổn định rồi đúng không ạ? Thì mình có sắp xếp được công việc không nếu mà tìm được bạn gái phù hợp? Tìm được bạn gái thì bất cứ lúc nào thì em cũng sẽ sắp xếp được công việc. Rồi anh nói về cái hình mẫu mà mình đang tìm đi ạ. Hình mẫu thì chẳng hạn cho bạn gái thì cao khoảng 1m50 trở lên là được rồi. Vì là em không cao lắm. Bạn gái 1m50 trở lên là được. Hai nữa là khuôn mặt thì nhìn tươi. Với lại hiền lành, dịu dàng. Hơi mũm mĩm một tí cũng được.
quê quán thì sao ạ? Ví dụ mà bạn nữ trung nam có ok không ạ? Quê quán thì bây giờ cũng không quan trọng, quan trọng bạn gái ở đâu thì nếu mà thấy hợp thì công việc thì ở đâu thì cũng được. Đấy, quan trọng là nếu mà được ở ngoài, nói chung là bây giờ quê quán thì quan trọng bạn gái ưng ở đâu, ưng mình là được, chứ không phải là không quan trọng quê quán. Nhưng mà bây giờ anh ơi, bây giờ kêu ưng anh mà anh không có rõ, bây giờ anh dự định nhà cửa anh sẽ cất ở đâu, anh ở đâu anh ổn định, chứ anh đi lâu lâu chỗ này mốt chỗ kia thì sao mà được. Thì chị ơi, thế thì bây giờ là đấy là cũng do là cái công việc của mình đấy, thì bây giờ không do cái gì, bây giờ là anh sinh năm 81 rồi đúng không, thì anh dự định là khi nào anh sẽ ổn định được, chứ không lẽ anh làm luôn cái năm 60 tuổi. Ổn định thì công việc của em bây giờ cũng ổn định rồi chị, nhưng mà bây giờ chẳng hạn như ví dụ mà lấy vợ về thì mình không đi xa nữa, mình làm ở Hà Nội thôi, mình không đi xa, hoặc mình làm có nghĩa là cái nơi mà anh muốn dừng lại đó là Hà Nội đúng không? Đó, ý là hỏi chỗ đó đó. Vâng. Ừ. Cái nơi mà sau khi mà anh nói anh không đi tùm lum nữa thì anh sẽ ở trụ sở công ty anh là chỗ nào? Ở Hà Nội, ở Thanh Hóa hay ở Sài Gòn? Thì một nữa là địa điểm của em là một nữa là Hà Nội, hai nữa là Thanh Hóa. Thì bây giờ phải phụ thuộc bạn gái. Ví dụ mình có công việc phụ thuộc đến lúc đó bạn gái như nào thì mình với hai vợ chồng thì lúc đó ổn định thì mình mới tính được là nhưng mà biết là ổn định tính, nhưng mà bây giờ bạn gái thì này người ta đến chương trình á, người ta cần biết, người ta nói rất rõ cái quan điểm người ta, chứ không có phải như anh mà bây giờ còn mông lung 40 mấy tuổi rồi. Bây giờ ví dụ người ta tới, người ta sẽ nói là em quê em ví dụ ở Hà Nội và em muốn sống Hà Nội, hoặc quê em Sài Gòn em muốn ở Sài Gòn đó, người ta rất rõ ràng. Vâng. Tại vì tuổi của anh thì bây giờ nè, ví dụ bằng tuổi anh chịu không? Bằng tuổi em thì nó cao quá. Rồi vậy thì anh muốn trong tầm tuổi bao nhiêu? Đầu 8 hoặc 8, 8, 8 hoặc là 87, cái đầu đó trở lại thì 90 là trở lại là đấy là được, cái tầm tuổi đó là vừa. Đó, nếu mà 90 thì cũng đã 32 tuổi rồi. Vâng. Đó thì người ta cũng muốn cái sự ổn định, chứ không phải là anh đi đâu đi được đâu. Vâng. Và người ta sẽ xác định, người ta hỏi là bây giờ có làm dâu hay không, hoặc là đi theo chồng là đi đâu, để người ta công việc của người ta nữa. Nên anh muốn khu vực ở chỗ nào? Đi, nếu mà đi theo chồng thì là một nó là địa điểm Hà Nội, hai nó là Thanh Hóa. Có hai địa điểm, một nó là cái trụ sở của công ty ở ngoài Hà Nội, hai là trụ sở công ty em ở Thanh Hóa. Đấy, thì hai cái phương án đấy thì có hai địa điểm để em ổn định ạ. Ừ. Rồi bao nhiêu năm đi làm thì bây giờ là anh có tiền để dành hay là mua đất hay là gì chưa? Cái đó thì em cũng đã chuẩn bị rồi. Cái đó thì không cái chỗ ổn định thì em có rồi. Không, này anh chia sẻ thì ở đây chỉ có ekip chương trình thôi, chúng tôi đang kiểm tra thêm là cái sự chuẩn bị của anh á, chứ không phải là giấu giếm gì được đâu. Thì cụ thể là anh đã để dành được bao nhiêu hay như thế nào rồi anh có thể chia sẻ. Vâng, tức là bây giờ thì cái đất thì cũng cái riêng tư thì cái đất thì trụ sở của công ty em thì cũng đang cho thuê, nếu mà về thì hai vợ chồng sẽ ở đấy ở Bình Sơn hoặc là ở thành phố. Thì cái địa điểm hai cái ở đấy là em đã có rồi. Ủa là đất của công ty chứ em đâu có gì? Đất công ty nhưng mà đất của em đứng tên công ty riêng của em ấy. Ừ, rồi. Đấy, chỗ cái em ghi trong cái đăng ký là số nhà 135 khu phố 4, đấy là cái trụ sở của em, nhà của em. Đấy là ở thị xã Bình Sơn. Còn nếu mà ở tin thành phố thì em cũng đã có. Rồi, được rồi, cảm ơn anh. Anh có tài lẻ gì không? Ca hát gì được không? Tài lẻ thì ca hát thì không có ca hát. Nhưng mà cũng thỉnh thoảng thích đi hát karaoke với anh em bạn bè. Còn hát thì chắc cũng không hay. Cũng không có tài gì nổi bật. Rồi, thôi được rồi. Ngân có hỏi gì không? Rồi, nếu mà được chọn chương trình sẽ liên lạc lại cho mình thêm nhé. Vâng, nếu mà có được thì nhờ
anh chị em chăm sóc khách hàng với lại chương trình thì báo sớm cho em khoảng mấy ngày để em chuẩn bị ạ, có được không ạ? Cái này là một loại phần mềm kia luôn. Cũng rồi ok anh, nhưng anh chị em chăm sóc khách hàng sẽ lưu ý điều đó nha các em. Cảm ơn anh ạ. Dạ anh em bấm nút cảm kết thúc tiếp theo nha. Dạ vâng. Ôi, chào anh ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình giới thiệu đầy đủ về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Mình tên là Hồ Thanh Hưng, quê quán là ở Chợ Mới An Giang. Năm nay là 34 tuổi. 34 tuổi là coi như sinh năm bao nhiêu ta? 1988. À, sinh năm 88. Rồi, hiện tại là anh đang làm công việc gì ở An Giang? Hiện tại là vẫn chưa đi làm, thời gian này còn nghỉ ở nhà với ba mẹ. À, vậy lúc đó trước hả? Là có đi làm nhưng mà thời gian này nghỉ, hiện tại ở nhà phụ gia đình gì thôi chứ chưa có đi làm lại. À, chứ trước là anh làm công việc gì? Lúc trước, mấy năm trước là có đi Đài Loan, có đi học trung cấp xong rồi đi Sài Gòn làm được 2 năm rồi đi Đài Loan, tới giờ mới về đây rồi thời gian này ở lại với ba mẹ chứ chưa có đi làm. Mới đi Đài Loan, coi như là đi Đài Loan qua đó là mình làm mấy năm bển? Dạ, làm 9 năm. Rồi, đi từ năm 2010, đi từ năm 2011. Rồi đi làm vậy về có để dành được số vốn nào không? Thì cũng lo nhà cửa đồ sửa sang đồ lại thay cắt đồ lại sắm sửa, thì nói chung thì làm thì cũng đâu vô đó rồi. Cũng lo bán nhà cửa đồ ổn định hết trơn rồi. Rồi mình có dự định là mình sẽ làm gì sắp tới không? Thì trước mắt thì ở nhà với ba mẹ, thì nếu mà tìm được thì mình coi thương lượng với bạn gái coi là chỗ nào nếu mà mình môi trường mình thuận lợi mình làm thì mình ở đó mình làm, cũng như cái hiện tại là cái mình chưa có đi làm á nên là tự do về cái khoản đi đứng hơn. Còn hiện tại là anh phụ gia đình, là gia đình làm cái gì? Chỉ nhà coi ba mẹ đồ thôi, lo cơm nước rồi cho ba mẹ, tại ba mẹ cũng lớn tuổi á. Còn ví dụ như đi làm thì kêu chị gái về ở. Rồi ok. Như như đi xa nhà lâu rồi đó, như muốn gần gũi với gia đình nhiều hơn nên là trước mắt thì chưa có đi. Coi như là anh về ở gia đình được bao lâu rồi, năm chưa? Cũng hơn rồi, năm mấy rồi. Rồi ok, bây giờ anh nói một xíu về bản thân mình nha, những cái điểm mạnh điểm yếu của mình như thế nào. Thì điểm mạnh thì tính tình của mình thì hiền, hiền với hiểu chuyện rồi với hòa đồng với bạn bè. Với cũng vui vẻ. Ok. Rồi còn điểm yếu là cái gì? Điểm yếu là điểm yếu không biết là điểm yếu là nó là ưu điểm hay là khuyết điểm, nhưng mà thấy nếu mà mình nói điểm yếu thì cũng đúng, cũng như là hơi sao ta? Thôi sao? Cái ưu điểm, cái khuyết điểm cũng là ưu điểm luôn á, là cái dạng như giống như là hiền quá rồi cũng như là nhẫn nhịn nhiều á. Biết nhẫn nhịn nhiều á, thành ra mình khuyết điểm. Cũng như thường thường sẽ là nhường cho người ta trước, nhưng mà mình cái lúc mà mình nhường người ta thì cũng như là chịu đựng về phần mình, thiệt thòi về phần mình hơi nhiều á, thành ra cái khuyết điểm cũng là cái ưu điểm luôn. Rồi ok, trước giờ anh trải qua mấy mối tình rồi? Hồi lúc trước lâu rồi thì trải qua hai mối tình. Kéo dài anh chia sẻ là hai mối tình đó nha. Cái mối tình đầu tiên á, thì mình quen người đó thì cũng tầm khoảng một năm, thì do cái môi trường làm việc xa đó thì mình chủ động mình chia tay trước. Rồi thì cũng hiện tại thì cũng vẫn còn làm bạn bè thôi chứ cũng không có nghĩ xa. Còn mối tình thứ hai á, thì người ta chia tay mình trước. Thì nói chung là cũng do yêu xa với đi làm bên kia đó, cái thời gian gần gũi nó không có nhiều nên là xảy ra nhiều vấn đề đó. Thì mình cũng có cho người kia cơ hội nhưng mà không được rồi nên thôi luôn, rồi tới bây giờ là chưa có yêu lại. À, là bao lâu rồi mình không yêu ai? Cũng lâu rồi, nếu mà tính mối tình thứ hai là đảo về đây là tầm khoảng
6-7 năm rồi đó, từ 2015 tới giờ. Rồi về là ba mẹ rồi có hối cưới hay gì không? Thì giờ cũng hối dữ lắm mà tại vì mình cũng chưa tìm được nên là mình cứ nói cho qua chuyện thôi chứ. Rồi ok, bây giờ anh mong muốn một người như thế nào để phù hợp với mình nè? Thì cái gu của em là gu gia đình đó chị. Thì nên là muốn tìm một người bạn gái là như là hiền lành đồ, chững chạc. Quan trọng là cái chững chạc, hiền mà phải chững chạc. Biết chuyện, hiểu chuyện rồi đó. Biết yêu thương, chăm nom gia đình đó. Cái gu mình thì nó cũng, nói chung là đơn giản nhưng cũng hơi bị khó tìm. Giai đoạn này cũng hơi khó tìm. Rồi là về vùng miền tuổi tác thì sao? Nếu tuổi tác thì cũng không quan trọng lắm. Nhỏ bây giờ thì cái tầm mình cũng ba mấy rồi thì trên lệch một vài tuổi cũng không sao. Cái đó quan trọng là cái người đó tính tình hiểu chuyện với chững chạc, biết suy nghĩ cho đối phương thì cũng không thành vấn đề. Tuổi ví dụ người ta lớn hơn mình 1-2 tuổi thì được không hay sao? 2 tuổi thì quá tốt thôi. Nếu mà 2 tuổi không thành vấn đề quá tốt. Lớn hơn 2 tuổi được đúng không? Được được, vài tuổi thì không sao. Rồi vùng miền cô này thì sao? Vùng miền thì em nghĩ là chắc mình khoanh vùng khu vực miền Nam thôi chị. Miền Nam để mình tới lui cho nó cũng thuận tiện á. Rồi ok, có yêu cầu gì đặc biệt ở cô này đúng không? Em thì vòng vòng thì cũng không có gì nhiều, thì như hồi nãy nói chị đó, thì quan trọng là tính tình hiền lành đồ, chững chạc rồi hiểu chuyện, biết chia sẻ rồi này là ok rồi. Nói chung là gu là gia đình đó. Rồi ok, thì anh ví dụ như gặp bạn gái thì mình cũng biết phải dự định tương lai mình sẽ như thế nào, rồi là mình sẽ có làm cái công việc gì đó ha, thì mình cứ dự định rồi mình chia sẻ cho bạn gái biết đó nha. Rồi ok, cái gì anh đợi thông tin từ đầu chương trình ha. Rồi cái gì là chương trình sẽ thông báo cho mình biết, nếu mà mình được chọn thì mình sẽ trao đổi thêm với biên tập nữa ha. Dạ, cái này có biết thời gian khoảng bao lâu không chị? Thì tháng nào chương trình cũng ghi hình hết á, quan trọng là nếu mà cái kết quả được chọn thì chương trình sẽ báo sớm trong tuần này ha. Dạ, quan trọng là phải có người phù hợp nữa nha. Dạ dạ rồi ok rồi, em cảm ơn anh. Dạ.